Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Người sinh cho Abraham Simram, Jokchan, Medan, Madian, Yitbak và Suach. Jokchan sinh Sheba và Dedan. Con cháu của Dedan là họ Achurim, họ Letuchim và họ Leumim. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Keturah. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ những tiền của. Rồi khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chính là Isaac. Abraham hưởng thọ được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được quy về nơi tổ tông. Hai con trai người, Isaac và Ismael, chôn người trong hang đá Macpela tại nơi đồng của Ephron, con trai Shoha người Hethit nằm ngang Mamre. Ấy là cái đồng mà lúc trước Abraham mua lại của dân họ Heth. Nơi đó họ chôn Abraham cùng Sarah vợ người. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac con trai người. Isaac ở gần bên cái giếng La Chai Roi. Đây là dòng dõi của Ismael, con trai của Abraham, do nơi nàng Aga, người Egypto, con đòi của Sarah đã sinh. Và đây là tên các con trai của Ismael, sắp thứ tự theo ngày ra đời. Con trưởng nam của Ismael là Nebaioth, kế sau Keda, Adbeen, Mibosam, Mitma, Duma, Masa, Hada, Thema, Yethu, Nafit và Ketma. Đó là các con trai của Ismael và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ismael hưởng thọ được 137 tuổi rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Havila cho đến Sura, đối ngang Egypto, chạy qua Assyri. Đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac, và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Betuel và em gái của Laban, đều là dân Aram, ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng thì nàng nói rằng: "Nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi?" Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đến ngày nàng phải sinh nở, này hai đứa sinh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông, đặt tên là Ê-sau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sinh hai đứa con này thì Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng, còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Ê-sau vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Gia-cốp. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, liền nói cùng Gia-cốp rằng: "Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm." Bởi cớ ấy người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Gia-cốp đáp rằng: "Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi."
Esau đáp rằng: Này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Jacob đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề. Vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế. Chương 26. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philistin tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi. Vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Vậy Isaac ở tại Gera. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: Ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi thì họ sẽ giết mình chăng? Vả, người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia Abimelech vua Philistin ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đang giỡn chơi cùng Rebecca vợ người, bèn đòi Isaac mà rằng: Quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng: Vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Abimelech hỏi: Ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng: Kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cơ ấy, dân Philistin đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philistin lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng: Hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thịnh vượng hơn chúng ta bội phần. Vậy Isaac bỏ chốn này, đi đến đóng trại tại trũng Gera và ở đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình, mà bị dân Philistin lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng: Nước đó của chúng ta. Nên người đặt tên giếng này là Eshek, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Shitna. Đoạn, người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng: Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Isaac ở đó đi, dời lên Be-e-sheba. Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn, các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Isaac, có Ahusac bạn mình và Phi-côn quan tổng binh mình đi theo. Isaac bèn hỏi rằng: Các người ghét tôi
đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng, chúng ta đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng, phải có một lời thề giữa chúng tôi và người để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Y-sác bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau, chúng dậy sớm lập lời thề với nhau. Rồi Y-sác đưa các người đó đi về bình yên. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Y-sác đến đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng, chúng tôi đã thấy có nước. Người bèn đặt tên cái giếng đó là Si-ba. Vì cớ đó nên tên thành ấy là Be-e-sê-ba cho đến ngày nay. Khi Ê-sau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Be-e-ri người Hê-tít, và Bách-mác, con gái của Ê-lôn cũng người Hê-tít. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Y-sác và Rê-be-ca. Chương 27. Chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm. Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai. Sự căm gan vốn hung dữ và cơn giận như nước tràn ra, nhưng ai đứng nổi trước sự ghen ghét? Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. Kẻ no nê giày đạp tàn mật dưới chân mình, song điều gì đắng cũng lấy làm ngọt cho kẻ đói khát. Kẻ lưu lạc xa cách nơi ở của mình giống như chim bay đi đó khỏi ổ nó vậy. Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn, lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu giường ấy. Chớ lìa bạn mình hay là bạn của cha mình. Trong ngày hoạn nạn, chớ đi đến nhà anh em mình. Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa. Hỡi con, khá khôn ngoan và làm vui lòng cha, để cha có thể đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha. Người khôn khéo thấy trước sự tai hại bèn lo ẩn núp mình, còn kẻ ngu muội cứ đi qua và phải mang lấy tai vạ. Hãy lấy áo của người, vì người đã bảo lãnh cho kẻ lạ. Khá buộc người một của cầm, vì người đã đáp thế cho người dâm phụ. Kẻ nào trỗi dậy sớm chúc phước lớn tiếng cho bạn hữu mình, người ta sẽ kể điều đó là sự rủa sả. Một máng xối dột luôn luôn trong ngày mưa lớn, và một người đàn bà hay tranh cạnh, cả hai đều y như nhau. Ai muốn ngăn giữ nàng khác nào ngăn giữ gió, và như tay hữu cầm lấy dầu vậy. Sắc mài nhọn sắc cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Ai săn sóc cây vả sẽ ăn trái nó, và kẻ nào hầu chủ mình ắt được tôn trọng. Mặt dọi mặt trong nước thế nào, lòng người đối với người cũng thế ấy. Con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Lò thử bạc, giót thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Dầu con dùng chài giả mà giả kẻ ngu dại trong cối chung lộn với gạo, thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó. Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con và lo săn sóc các đoàn bò của con, vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi, và mũ triều thiên há còn đến đời đời sao? Cỏ khô đã mất đi, cỏ non bèn mọc ra, và người ta thâu nhập rau cỏ núi. Lông chiên con dùng làm áo sống cho con, giá dê đực dùng mua đồng ruộng. Sữa dê có đủ làm đồ ăn cho con, cho người nhà con, và đặng nuôi lấy các con đòi của con.
chương 9. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp và lời ấy đổ xuống trên Israel. Cả dân sẽ biết điều đó, tức là Ê-phra-im cùng dân cư Sa-ma-ri. Họ đem lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng: gạch đã đổ nhưng chúng ta sẽ xây bằng đá đẻo, cây sung đã bị đốn nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch ở Rê-xin dấy lên nghịch cùng dân sự và khích chọc kẻ cừu thù. Dân Syri đằng trước, dân Philistin đằng sau, hả miệng nuốt Israel. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Nhưng mà dân sự chẳng xây về đấng thánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân. Cho nên chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ dứt đầu và đuôi, cây kè và cây lát của Israel. Đầu tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng, đuôi tức là người tiên tri dạy sự nói dối. Những kẻ dắt dân này làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất. Vậy nên Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi quá bụa chút nào, vì họ đều là khinh lờn, gian ác, miệng nào cũng nói điều càn dở. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu cháy gai gốc và chà chuông, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên. Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, dân sự trở nên mồi của lửa, chẳng ai thương tiếc anh em mình. Có kẻ cướp bên hữu mà vẫn cứ đói, có kẻ ăn bên tả mà chẳng được no, ai nấy ăn thịt chính cánh tay mình. Manasse nghịch cùng Ê-phra-im, Ê-phra-im nghịch cùng Manasse, và cả hai đều nghịch cùng Giu-đa. Dầu vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Chương 10. Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ quá bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp. Tới ngày thăm phạt, khi họa hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu và để sự vinh hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu tù và ngã dưới những kẻ bị giết. Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Hỡi Asiri là cái roi của sự thạnh nộ ta, cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy. Ta sẽ sai nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính, khiến nó đi đánh một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường.
nhưng nó không có ý thế. Trong lòng nó chẳng nghĩ như vậy, lại thích phá hại và hủy diệt nhiều dân. Vì nó nói rằng, các quan trưởng của ta há chẳng phải đều là vua sao? Há lại, Cano chẳng như Cạc Kê Mít, Hamát chẳng như Ạc Bác, Samari chẳng như Đa Mách sao? Như tay ta đã tới đến các nước của thần tượng, tượng chạm có họ lại hơn của Jerusalem và Samari nữa, thì ta há chẳng sẽ làm cho Jerusalem và thần tượng nó cũng như ta đã làm cho Samari và thần tượng nó sao? Nên sẽ xảy ra khi Chúa đã làm xong cả việc trên núi Si-ôn và tại Jerusalem, thì chính ta sẽ hành phạt những bông trái bởi lòng kiêu ngạo và sự vinh hiển của con mắt ngó cao của vua Assyri. Vì người nói rằng, ta đã làm điều đó bởi sức mạnh của tay ta, bởi sự khôn ngoan ta, vì ta là thông minh. Ta đã dời đổi giới hạn các dân, đã cướp của quý họ, như một người mạnh đã làm cho những kẻ đang ngồi phải xuống. Tay ta đã tìm được của cải các dân như bắt ổ chim, vơ vét cả đất như lượm trứng đã bỏ. Chẳng có ai đập cánh, mở mỏ hay là kêu hót. Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy. Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm cho những người mập mạnh của nó trở nên gầy mòn, và dưới sự vinh hiển nó sẽ đốt cháy lên như lửa thiêu đốt. Sự sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh nó sẽ trở nên ngọn đèn. Chỉ trong một ngày, đốt tiêu gai gốc và chà chuông nó, lại thiêu hủy vinh hoa của rừng cây và ruộng màu mỡ nó, cả linh hồn và thân thể như kẻ cầm cờ xí ngất đi vậy. Bây giờ, những cây trên rừng nó còn sót lại chẳng là bao, một đứa bé con có thể chép lấy được. Trong ngày đó, dân sót của Israel và người thoát nạn của nhà Gia-cốp sẽ không cậy kẻ đánh mình nữa, nhưng thật lòng cậy Đức Giê-hô-va là đấng thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Israel, dầu dân ngươi như cát biển, chỉ một phần sót lại sẽ trở lại. Sự hủy diệt đã định bởi vì sự công bình tràn khắp. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định làm trọn sự hủy diệt trong khắp đất. Vậy có lời Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Hỡi dân ta, ngươi ở tại Si-ôn, chớ sợ người Assyri, dầu họ lấy roi đánh ngươi và giá gậy trên ngươi theo cách người Ê-díp-tô. Vì còn ít lâu nữa, ta sẽ hết giận các ngươi. Cơn thạnh nộ ta trở nghịch cùng dân ấy đặng hủy diệt nó. Bây giờ, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ giá roi trên họ, như Ngài đã đánh giết người Ma-đi-an nơi vần đá Hô-rép, lại sẽ giơ gậy trên biển, sẽ giơ lên như đã làm trong xứ Ê-díp-tô. Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. Nó đi đến A-giác, trải qua Mi-gơ-rôn để đồ đạc tại Mít-ma. Chúng nó vượt qua ải, đóng trại tại Gê-ba. Ra-ma run sợ, Gi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn. Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to. Hỡi người La-ít, hãy ghé tai mà nghe. Thương thay cho người A-na-tốt. Mác-mê-na trốn tránh, dân cư Gê-bim tìm chỗ núp. Chính ngày đó, chúng nó sẽ đóng tại Nót và vung tay nghịch cùng núi của con gái Si-ôn, nghịch cùng đồi của Giê-ru-sa-lem. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây. Những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Ngài dùng sắt chặt những bụi rậm trên rừng, và Li-ban bị ngã xuống bởi người mạnh sức. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết
Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài? Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.